Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi một con Nissan. Nissan cái bảng này cũng độc, con này lên tay rất sang nha. Nhìn nó đơn giản nhưng mà nhìn cái kiểu nó lạ lắm. Ừ. Nó bản thép thép đúc toàn thân, cái thép Nissan cái nhà biết rồi, nó là thương hiệu Mỹ mà máy Nhật ha. Là nhà biết cái chất thép nó từ nào giờ. Rất là đẹp luôn. Nissan khóa nhập hiệu dây của nó nè, còn phay xước nè. Thép đúc, lịch gốc 3 giờ, cọc số học trò ha, có dạ quang kim thôi. Đem test dạ quang cho nè. Nó đơn giản nhưng mà nhìn cái con đồng hồ nó lạ nha. Thì anh em đeo đồng hồ thì đụng hàng nhiều thì mình chán rồi, mình phải kiếm con nào mà lạ lạ đeo không đụng hàng. Này đầm tay nha, này dành cho anh em mà đầm tay. Vậy thì còn 18 được nữa nha, 18 đeo vừa nha. Khuyến cáo 17.5 cho đeo cho thoải mái xíu nha, 17 mới dư được hai ngón nè. Đó. Lên tay ôm lắm. Kiểu nó cúp xuống á. Mặt trắng kính đẹp không sứt mẻ đâu, kính zin luôn không sứt mẻ, dạng bóng bắt lông mèo ha, mặt trẻ tia nha. Khóa dập hiệu nè. Có chốt an toàn ha. Rồi xe ngang con này thì 30 36.5 nha. Chịu đứng luôn là 49.6 mỏng. 104. Cái này tầm tay 17 đổ về đeo đẹp nha, 17 đổ về ha, bản thép phải xước đã mặt sau đây. Đây sấy ha. Rồi, một con Nissan thương hiệu Mỹ, máy Nhật 650 luôn. 650k mã K773 nha. 650k mã K773 ha. Ai kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.